Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Hội Xuất bản Việt Nam và Cục Xuất bản in và phát hành, Vụ Báo chí Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Đường sách thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 18 tháng 4, mở đầu cho chuỗi hoạt động chào mừng tuần lễ Ngày sách Việt Nam, cũng là ngày văn hóa đọc trên cả nước. Tại buổi lễ, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam nhấn mạnh, thông qua tuần lễ Ngày sách Việt Nam lần 8, mong muốn lan tỏa tình yêu sách với bạn đọc trong cả nước, góp phần khuyến khích phát triển phong trào đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân và hình thành thói quen đọc sách của từng cá nhân tập thể. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cũng đề nghị Sở Thông tin Truyền thông các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí truyền thông chủ động công tác tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam lần 8 và các hoạt động chào mừng, tạo sự lan tỏa, kết nối các hoạt động kỷ niệm Ngày sách trên toàn quốc. Ngày sách Việt Nam năm nay có sự kết hợp đồng thời giữa Hội sách trực tuyến quốc gia từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 và Ngày hội bản quyền sách trực tuyến từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 tại địa chỉ book365.vn và các hoạt động Ngày sách Việt Nam tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4 với các hình thức phong phú. Theo đó, Hội sách trực tuyến quốc gia lần 2 năm 2021 với chủ đề Sách cho mọi nhà sẽ tăng cường trên 70 đơn vị nhà xuất bản và phát hành trong nước tham gia sàn sách in và sách điện tử, cung cấp trên 20.000 tựa sách với trên 30.000 bản sách phục vụ bạn đọc, giảm giá sách từ 50% đến 70%, miễn phí hoàn toàn phí vận chuyển cho 20.000 đến 30.000 đơn vận đầu tiên chuyển từ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho độc giả ở các tỉnh thành xa. Lần đầu tiên, ứng dụng công nghệ tương tác trực tuyến 4.0 với nhiều hoạt cảnh nhân vật sinh động tăng tương tác với bạn đọc, gần 20 sự kiện giao lưu trực tuyến với người nổi tiếng, chương trình bình sách và chia sẻ sách hay dành cho bạn đọc. Song song đó sẽ là các hoạt động tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh chào mừng Ngày sách Việt Nam, gồm tọa đàm văn hóa đọc trong xu thế chuyển đổi số, giao lưu Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh từ bước chân lưu dân đến đô thị thông minh, tọa đàm tủ sách hay dành cho con trong gia đình tại sao không, cùng hoạt động trưng bày sách về thành phố Hồ Chí Minh hội nhập và phát triển, trưng bày sách những điểm mới trong các văn kiện đại hội 13 của Đảng, tủ sách hay dành cho con trong gia đình, sách dành cho học sinh tiểu học theo chủ đề môn học và từng cấp lớp theo chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sách tranh truyện lịch sử Việt Nam bằng tranh. Bây giờ lần thứ hai em tới đây rồi, nên là lần trước em tới thì em có đi tham quan đây thì nó có những hoạt động cho người đọc tham quan, đọc sách miễn phí. Cho nên em thấy hoạt động này nó rất là hữu ích và nó có ích cho sinh viên. Cứ mỗi năm cứ có cái dịp kỷ niệm ngày thành lập sách Việt Nam á, ngày sách Việt Nam á, thì mình đều đưa bé tới đây. Tới đây mình sẽ tìm được cái sách cho bé từ 1 đến 2 tuổi, thậm chí là 6 tháng cũng có sách. Bây giờ bé của mình lớn rồi thì cứ mỗi năm mình đều tới đây và mỗi năm đều có một sự thay đổi. Năm nào mình cũng cảm thấy là đầu sách mới phong phú hơn và có nhiều cái thể loại, cái nội dung để phù hợp với bé cho từng lứa tuổi. Và bé bất cứ lứa tuổi nào tới đây thì mình đều thấy tìm thấy sách đúng hợp với nhu cầu của bé. Rất là thú vị, tại vì thực tế mình cũng là một người làm trong ngành sách, cho nên là ví dụ hôm nay có buổi khai mạc và có cái buổi tọa đàm về cái đọc sách trong thời đại số ấy, thì mình thấy các hoạt động tọa đàm cũng như là sắp tới sẽ có giao lưu với tác giả vân vân, tất cả các hoạt động đó đều mình thấy là nó rất ý nghĩa, không chỉ dành cho bé của mình mà tất cả các đối tượng học sinh, sinh viên hay phụ huynh hay bất cứ đối tượng nào tới đây đều cảm thấy cái ý nghĩa của nó trong cái tuần lễ sách này.